vậy ạ. Và ngoài ra thì em còn được nhận sách nữa, thì em nghĩ là những quyển sách này thì sẽ rất là giúp ích cho mình. Ngoài ra thì em hy vọng là chương trình nó sẽ đến trường em nhiều hơn vào những năm sau để cho các bạn cùng nhau trải nghiệm, thì em thấy chương trình này khá là bổ ích luôn ạ. Chương trình rất là bổ ích cho đứa trẻ, giúp em có một cơ hội học hỏi, có một định hướng tốt, biết cách đối nhân xử thế, giúp em phát triển bản thân. Chương trình này mình nghĩ nó sẽ mang rất là nhiều kiến thức bổ ích, hy vọng nó sẽ mang cho các bạn sinh viên những kiến thức. Thứ nhất là để thay đổi bản thân của mình. Thứ hai là cung cấp cho các bạn những kiến thức nền tảng để sau này các bạn có những hành trang vững chắc bước vào con đường tương lai. Cuốn sách và những cái tư liệu mà Chủ tịch Động Viên Nguyên Vũ đưa đến các bạn trẻ nó rất là bổ ích, giúp cho các bạn trẻ có được những cái nhìn nhận, những trải nghiệm sống, những trải nghiệm rất là thực tế để cho các bạn có thể so sánh với những cái năng lực của các bạn hiện có và xây dựng cho mình những nền tảng sau này. Tiên khi đến với chương trình thì mình đã cảm thấy được cái sức nóng và những cái ý nghĩa tích cực mà chương trình đang mang lại cho các bạn thanh niên Việt Nam, và Lan cảm thấy rất là vinh dự. Tôi hy vọng rằng với những cuốn sách này cũng như các chia sẻ của các khách mời tham dự chương trình có thể truyền cảm hứng cũng như là mang lại những bài học một phần nào đó mà các bạn có thể tự rút ra cho mình trong hành trình tìm kiếm bản thân mình.